Cô chào các em, hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em một tiết học mới, kiến thức mới của môn đại số. Từ đầu học kỳ 2, các em đã được các thầy cô hướng dẫn cho các em tìm hiểu về phương trình. Bây giờ cô cho ta cùng điểm lại các dạng phương trình đã học. Thứ nhất, phương trình bậc nhất một ẩn, ví dụ 2x trừ 3 bằng 0. Tiếp theo là phương trình đưa về dạng ax cộng b bằng 0, ví dụ 7x trừ 6 trên 3 cộng 2x bằng 16 trừ x trên 5. Gần đây nhất, các em được tìm hiểu về phương trình tích, ví dụ 3x trừ 7 nhân với x trừ 2 bằng 0. Bây giờ cô có phương trình x cộng 1 trên x trừ 1 bằng 1 cộng với 1 trên x trừ 1, cô gọi là phương trình 1. Các em hãy quan sát phương trình 1 xem nó thuộc dạng nào trong 3 dạng phương trình mà các em đã được học. Ta thấy phương trình 1 không thuộc dạng nào trong 3 dạng phương trình mà các em đã được học. Vậy em hãy so sánh phương trình 1 với phương trình sau xem có đặc điểm nào giống và khác nhau. Ta thấy hai phương trình này có đặc điểm giống nhau là nó cùng có mẫu. Nhưng phương trình 1 có điểm khác, đó là ẩn x nằm ở mẫu. Những phương trình như phương trình 1 người ta gọi là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Vậy phương trình chứa ẩn ở mẫu còn những điểm nào khác so với lại các phương trình mà các em đã được học? Cô trò chúng ta cùng đi xét bài ngày hôm nay. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Trước hết, ta đi xét ví dụ mở đầu. Bằng kiến thức đã học, các em hãy giải phương trình 1 mà cô vừa đề cập ở đề bài. Trước hết, các em chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế. Vậy, chúng ta hãy nhìn lại hai vế của phương trình 1. Ta thấy vế trái của phương trình có hai hạng tử chứa ẩn. Còn vế phải của phương trình có một hạng tử chứa ẩn, một hạng tử không chứa ẩn. Vậy, các em hãy chuyển hạng tử 1 trên x trừ 1 từ vế phải sang vế trái của phương trình. Ta thu được phương trình x cộng 1 trên x trừ 1 trừ đi 1 trên x trừ 1 bằng 1. Tiếp tục, các em thu gọn vế trái của phương trình. Ta tìm được x bằng 1. Đến đây, rất nhiều học sinh sẽ kết luận x bằng 1 là nghiệm của phương trình 1 theo những bài học mà các em đã học trước. Tuy nhiên, vừa rồi cô vừa nói phương trình 1 có điều đặc biệt, đó là ẩn x nằm ở mẫu của phương trình. Vậy nên các em thử lấy x bằng 1 thay vào phương trình 1 xem điều gì xảy ra. Ta thấy tại x bằng 1, giá trị của biểu thức 1 trên x trừ 1 ở hai vế của phương trình 1 không xác định, nên dẫn tới phương trình 1 không xác định. Vậy ta có nhận xét x bằng 1 không là nghiệm của phương trình 1, vì tại đó giá trị của hai vế không xác định. Cũng qua ví dụ mở đầu này, ta thấy trong quá trình biến đổi phương trình mà làm mất mẫu chứa ẩn của phương trình, thì phương trình nhận được có thể không tương đương với phương trình ban đầu. Cũng qua đây, ta thấy được khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện xác định là điều đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý tới. Tuy nhiên, tìm điều kiện xác định như thế nào, cô mời các em sang phần thứ hai. Tìm điều kiện xác định của phương trình. Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện xác định của phương trình là điều kiện để tất cả các mẫu thức trong phương trình khác không. Cô nhắc lại, đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện xác định của phương trình là điều kiện để tất cả các mẫu thức trong phương trình khác không. Và điều kiện xác định được viết tắt bởi chữ DKXD. Vận dụng điều này, các em làm cho cô ví dụ 1. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau. Phương trình thứ nhất,
3 trên x trừ 2 bằng 2x trừ 1 trên x trừ 2 trừ đi x. Phương trình thứ 2, x trên x trừ 1 bằng x cộng 4 trên x trừ bằng x cộng 4 trên x cộng 1. Chúng ta xét phương trình 1. Ta thấy các biểu thức chứa ẩn ở mẫu là x trừ 2. Ta xét x trừ 2 khác không? Thấy x trừ 2 khác không khi x khác 2. Kết luận, điều kiện xác định của phương trình là x khác 2. Với phương trình 2, các biểu thức chứa ẩn ở mẫu của phương trình này là x trừ 1 và x cộng 1. Vậy ta xét x trừ 1 khác không và x cộng 1 khác không? X trừ 1 khác không khi x khác 1 và x cộng 1 khác không khi x khác trừ 1. Kết luận, điều kiện xác định của phương trình là x khác cộng trừ 1. Đây là dạng bài gọi là tìm điều kiện xác định của phương trình, thì các bạn phải trình bày và tìm ra điều kiện xác định của phương trình và kết luận. Để các em hiểu sâu hơn về điều kiện xác định của phương trình và có kỹ năng tìm điều kiện xác định của phương trình, cô mời các em làm bài tập áp dụng sau đây. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Ta xét khẳng định thứ nhất. Điều kiện xác định của phương trình 5 trên 3x trừ 2 bằng 2x trừ 1 là x khác 2 phần 3. Ta thấy biểu thức chứa ẩn ở mẫu của phương trình là 3x trừ 2. Xét 3x trừ 2 khác không, dễ dàng các em tìm được x khác 2 phần 3. Như vậy, khẳng định 1 là một khẳng định đúng. Tiếp theo, khẳng định thứ hai. Phương trình x cộng 1 trên x bằng x trên x trừ 2 cộng 1 có điều kiện xác định là x khác 0 hoặc x khác 2. Các biểu thức chứa ẩn ở mẫu của phương trình này gồm có x và x trừ 2. Vậy, điều kiện xác định của nó là x khác 0 và x trừ 2 khác 0. Vậy dễ dàng các bạn cũng tìm ra được điều kiện xác định là x khác 0 và x khác 2. Như vậy, khẳng định 2 của các bạn là sai. Vì sao sai? Vì ở đây các bạn đã dùng chữ hoặc, không dùng chữ và. Với khẳng định 3, điều kiện xác định của phương trình x trừ 1 trên x bình phương cộng 4 bằng 3 là x khác cộng trừ 2. Ta thấy biểu thức chứa ẩn ở mẫu là x bình phương cộng 4 luôn lớn hơn 0 với mọi x do x bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Nên phương trình x trừ 1 trên x bình phương cộng 4 bằng 3 luôn xác định với mọi x thuộc R. Bởi vậy, khẳng định 3 là một khẳng định sai. Tiếp theo, khẳng định 4. Phương trình 3x cộng 4 trên x bình phương trừ 16 bằng 5 có điều kiện xác định là x khác cộng trừ 4. Ta cũng quan sát thấy biểu thức chứa ẩn ở mẫu là x bình phương trừ 16. X bình phương trừ 16 khác không khi x bình phương khác 16. Từ đó ta tìm được x khác cộng trừ 4. Vậy khẳng định 4 là một khẳng định đúng. Đến đây, cô nghĩ rằng các em đã có kiểm tra điều kiện xác định của một phương trình và biết cách tìm điều kiện xác định của một phương trình chứa ẩn ở mẫu. Tuy nhiên, việc tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn mẫu chỉ là bước đầu của việc giải phương trình. Vậy, giải phương trình chứa ẩn ở mẫu như thế nào? Cô mời các bạn sang phần thứ 3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Ta đi ví dụ 2. Giải phương trình x trên x trừ 1 bằng x cộng 4 trên x cộng 1. Cô hướng dẫn các em giải phương trình này. Trước hết, em đi tìm điều kiện xác định của phương trình. Thì chúng ta thấy phương trình
x trên x trừ 1 bằng x cộng 4 trên x cộng 1 vừa tìm điều kiện xác định ở ví dụ 1. Nên điều kiện xác định của phương trình cô viết gọn luôn: x khác cộng trừ 1. Từ phương trình đã cho ban đầu, bây giờ các em thực hiện quy đồng mẫu thức hai vế của phương trình rồi khử mẫu. Quan sát phương trình đã cho, ta thấy mẫu thức chung của nó là x trừ 1 và x cộng 1. Quy đồng ta được phương trình x nhân x cộng 1 trên x trừ 1 nhân x cộng 1 bằng x cộng 4 nhân x trừ 1 trên x trừ 1 nhân x cộng 1. Khử mẫu, ta thu được phương trình x nhân x cộng 1 bằng x cộng 4 nhân x trừ 1. Đến đây, có một số bạn thắc mắc rằng tại sao đầu phương trình thu được lại là dấu suy ra mà không phải là dấu tương đương. Các bạn thấy rằng, ngay từ ví dụ mở đầu cô đã nói, trong quá trình biến đổi phương trình mà chúng ta làm mất biểu thức chứa ẩn ở mẫu, thì ta thu được phương trình có thể không tương đương với phương trình đã cho. Chính vì thế mà sau khi chúng ta thử mẫu thì dấu đằng trước phương trình thu được là dấu suy ra. Và phương trình này được gọi là phương trình hệ quả. Phương trình hệ quả này rất quen thuộc với chúng ta, nên các bạn vận dụng kiến thức đã học giải tiếp phương trình này, các em sẽ nhận được giá trị x bằng 2. Đến đây, cũng như ví dụ mở đầu, một số em sẽ kết luận x bằng 2 là nghiệm của phương trình 1. Tuy nhiên, cô cũng nhắc lại đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Nên khi các bạn làm xong bước thứ 3 giải ra được giá trị x bằng 2, thì chúng ta có thể lấy giá trị x bằng 2 thay vào phương trình để kiểm tra xem có thỏa mãn hay không. Nhưng các bạn để ý rằng phương trình chứa ẩn ở mẫu có bước 1 rất hay. Đó là chúng ta đã tìm được điều kiện xác định của phương trình là x khác cộng trừ 1. Vậy ta chỉ cần đối chiếu giá trị tìm được với điều kiện xác định của phương trình. Ta thấy x bằng 2 thỏa mãn điều kiện x khác cộng trừ 1. Do đó ta kết luận luôn tập nghiệm của phương trình là S bằng 2. Qua ví dụ, chúng ta thấy rằng để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, chúng ta phải đi qua 4 bước. Bước 1 là tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước 2, quy đồng mẫu thức hai vế và khử mẫu. Bước 3, giải phương trình vừa nhận được. Bước 4, đối chiếu giá trị tìm được với điều kiện xác định của phương trình rồi kết luận. 4 bước này cũng là 4 bước chung cho giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Cô tóm tắt lại cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được. Bước 4. Kết luận. Trong các giá trị của ẩn vừa tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho. Các em vận dụng 4 bước này vào giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Áp dụng, các bạn làm bài tập 1. Giải các phương trình sau. Ở bài tập 1 có 4 phương trình. A. Phương trình 3 trên x trừ 2 bằng 2x trừ 1 trên x trừ 2 trừ x. B. 1 trên x cộng 1 trên 2x cộng 1 bằng 1 trừ 2x bình phương trừ 2x trừ 1 trên 2x bình phương cộng x. C. 1 cộng với 1 trên x cộng 2 bằng 12 trên x mũ 3 cộng 8. D. X trên 2x trừ 6 cộng với x trên 2x cộng 2 bằng 2x trên x bình phương trừ 2x
trừ 3. Bây giờ, cô trò ta lần lượt giải từng phương trình một. Phương trình ở câu A. Thực hiện bước 1, tìm điều kiện xác định của phương trình. Vậy chúng ta quan sát lại phương trình 1. 3 trên x trừ 2 bằng 2x trừ 1 trên x trừ 2 trừ 1. Phương trình này chúng ta cũng tìm điều kiện xác định ở ví dụ trên. Nên cô cũng viết luôn điều kiện xác định là x khác 2. Từ phương trình đã cho, chúng ta thực hiện bước 2, quy đồng. Ta thấy mẫu thức chung ở hai vế của phương trình là x trừ 2. Quy đồng hai vế của phương trình ta được 3 trên x trừ 2 bằng 2x trừ 1 trừ đi x nhân x trừ 2 trên x trừ 2. Khử mẫu ta được phương trình hệ quả 3 bằng 2x trừ 1 trừ đi x nhân x trừ 2. Giải phương trình hệ quả này, em thu được x bằng 2. Bước 4. Đối chiếu giá trị tìm được x bằng 2 với điều kiện xác định của phương trình. Ta thấy x bằng 2 không thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình. Do đó, loại giá trị x bằng 2. Và ta kết luận, vậy tập nghiệm của phương trình là S bằng rỗng. Hay nói cách khác, phương trình vô nghiệm. Qua câu A của bài 1, đến đây chắc chắn các em phát hiện ra được cái điểm khác biệt của phương trình chứa ẩn ở mẫu với các dạng phương trình khác. Đó là ở bước 1, chúng ta phải tìm điều kiện xác định của phương trình. Trong quá trình giải và biến đổi phương trình, đến khi khử mẫu thì chúng ta thu được phương trình có thể không tương đương với phương trình ban đầu nên dùng dấu suy ra. Vì thế, khi ở bước 3 giải ra ta tìm được giá trị của ẩn, giá trị này chắc chắn là nghiệm của phương trình hệ quả. Nhưng nó có là nghiệm của phương trình đã cho hay không thì chưa chắc. Bởi thế, chúng ta lưu ý rằng phải so sánh với điều kiện xác định của phương trình. Và lúc đó mới kết luận. Nếu như ở cái bước 4 này, các em không so sánh với điều kiện xác định của phương trình, mà kết luận nghiệm ngay là phương trình có nghiệm x bằng 2, bài toán sai hoàn toàn. Do đó, các em lưu ý rằng với 4 bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, thì các bạn lưu ý đặc biệt khác biệt với các phương trình khác, đó là ở bước 1 và bước 4. Vận dụng 4 bước này, chúng ta làm tiếp sang câu thứ 2. Ở phương trình thứ 2, đi tìm điều kiện xác định của phương trình. Như hồi nãy cô nói, điều kiện xác định của phương trình là điều kiện để tất cả các mẫu của phương trình khác không. Vậy bây giờ nên chăng chúng ta sẽ giải x khác 0, 2x cộng 1 khác 0, 2x bình phương cộng x khác 0? Vừa rồi cô chú ý với các em, giải để tìm điều kiện xác định của phương trình khi bài toán hỏi tìm điều kiện xác định của phương trình. Còn bài toán này người ta hỏi giải phương trình. Do đó các em không phải giải để tìm điều kiện xác định của phương trình ở đây, mà việc đó các em làm ở ngoài giấy nháp rồi ghi kết quả vào đây. Tuy nhiên, cô cũng có thể có một mẹo cho các em. Đó là quá trình biến đổi phương trình để quy đồng, các em phải phân tích các mẫu thành nhân tử. Thì có thể các bạn phân tích xong, các bạn nhìn thấy điều kiện xác định rồi điền kết quả cũng được. Với phương trình thứ hai này, quan sát vế trái ta thấy 2x bình phương cộng x. Khi phân tích thành nhân tử, nó có hai nhân tử là x và 2x cộng 1. Nên chúng ta có thể nhẩm ngay ra điều kiện xác định là x khác 0 và
x khác trừ 1/2. Từ phương trình đã cho ban đầu, bây giờ chúng ta phân tích mẫu thức thành nhân tử rồi mới quy đồng. Phân tích ta được 1 trên x cộng 1 trên 2x cộng 1 bằng 1 trừ đi 2x bình phương trừ 2x trừ 1 trên x nhân 2x cộng 1. Đến đây, chúng ta nhìn thấy mẫu thức chung ở hai vế là x nhân 2x cộng 1, quy đồng ta được phương trình 2x cộng 1 cộng x trên x nhân 2x cộng 1 bằng 2x bình phương cộng x trừ 2x bình phương cộng 2x cộng 1 trên x nhân 2x cộng 1. Khử mẫu ta thu được phương trình hệ quả 2x cộng 1 cộng x bằng 2x bình phương cộng x trừ 2x bình phương cộng 2x cộng 1. Thu gọn ta được 0x bằng 0. Đến đây, các em quan sát thấy phương trình 0x bằng 0 nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Vậy có bạn đến đây kết luận rằng phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R có đúng hay không? Ta quan sát lại và ta nhìn lại các bước giải thì phương trình 0x bằng 0 nghiệm đúng với mọi x thuộc R thì chắc chắn phương trình hệ quả của nó nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Nhưng phương trình đã cho cũng nghiệm đúng với mọi x nhưng trừ điều kiện xác định của nó, trừ hai giá trị mà phương trình không xác định. Vậy các bạn kết luận tập nghiệm của phương trình là S bằng tập hợp giá trị của x thuộc R sao cho x khác 0 và x khác trừ 1/2. Cũng có thể các bạn nói phương trình này nghiệm đúng với mọi x trừ giá trị x bằng 0 và x bằng trừ 1/2. Tiếp tục, chúng ta sang phương trình thứ 3. Giải phương trình 1 cộng 1 trên x cộng 2 bằng 12 trên x mũ 3 cộng 8. Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình. Chúng ta thấy rằng biểu thức chứa ẩn ở mẫu là x cộng 2 và x mũ 3 cộng 8. Nhẩm nhanh ta thấy điều kiện xác định x khác trừ 2. Tiến hành bước thứ 2. Để quy đồng, ta phân tích hằng đẳng thức x mũ 3 cộng 8 thành nhân tử, rồi ta quy đồng. Mẫu thức chung là x cộng 2 nhân x bình phương trừ 2x cộng 4. Sau khi quy đồng, ta được phương trình x mũ 3 cộng 8 cộng x bình phương trừ 2x cộng 4 trên x cộng 2 nhân x bình phương trừ 2x cộng 4 bằng 12 trên x cộng 2 nhân x bình phương trừ 2x cộng 4. Khử mẫu ta được phương trình hệ quả x mũ 3 cộng 8 cộng x bình phương trừ 2x cộng 4 bằng 12. Thu gọn phương trình này, ta được phương trình bậc 3 x mũ 3 cộng x bình phương trừ 2x bằng 0. Phương trình này cũng rất quen thuộc với chúng ta và chúng ta nghĩ ngay đến là biến đổi vế trái thành tích và biến đổi phương trình thành phương trình tích. Lúc này, phương trình thu được là x nhân x trừ 1 nhân x cộng 2 bằng 0. Tích này bằng 0 khi x bằng 0 hoặc x trừ 1 bằng 0 hoặc x cộng 2 bằng 0. Trường hợp thứ nhất, x bằng 0. Trường hợp thứ hai, x trừ 1 bằng 0, ta tìm được x bằng 1. Trường hợp thứ ba, x cộng 2 bằng 0, ta tìm được x bằng trừ 2. Sau khi tìm được các giá trị của ẩn, em so sánh nó với điều kiện xác định của phương trình, ta thấy x bằng 0 thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình. X bằng 1 cũng thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình. X bằng trừ 2 không thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình nên ta loại.
Và ta kết luận tập nghiệm của phương trình là S bằng 0, 1, nhận hai giá trị. Tiếp tục, chúng ta sang giải phương trình thứ tư. X trên 2X trừ 6 cộng với X trên 2X cộng 2 bằng 2X trên X bình phương trừ 2X trừ 3. Phần này muốn tìm điều kiện xác định của phương trình. Chắc chắn chúng ta hơi khó khăn tại đây. Vậy theo như cái mẹo mà cô gợi ý cho các em lúc nãy, thì một là các em giải điều kiện xác định ra ngoài giấy giáp rồi điền vào đây. Hai là các em phân tích mẫu thức thành nhân tử, sau khi phân tích xong thì sẽ tìm điều kiện xác định. Cô làm theo ý thứ hai. Ta có phương trình x trên 2x trừ 6 cộng x trên 2x cộng 2 bằng 2x trên x bình phương trừ 2x trừ 3. Phân tích các mẫu thành nhân tử, ta được x trên 2 nhân x trừ 3 cộng với x trên 2 nhân x cộng 1 bằng 2x trên x bình phương cộng x trừ 3x cộng 3. Ta đã làm gì ở cái mẫu vế phải? Ta đã tách trừ 2x thành x trừ 3x. Sau đó các em nhóm x bình phương với x, nhóm trừ 3x với trừ 3, đặt dấu trừ đằng trước, ta có 3x cộng 3. Tiếp tục các em cộng 2 phân thức ở vế trái vào, ta được x nhân x cộng 1 cộng với x nhân x trừ 3 trên 2 nhân x cộng 1 nhân x trừ 3. Còn ở vế phải, ta phân tích tiếp mẫu, ta được 2x trên x nhân x cộng 1 trừ 3 nhân x cộng 1. Lúc này ta tiếp tục đặt x cộng 1 làm nhân tử chung ở cái vế bên phải mẫu. Ta được phương trình x bình phương cộng x bình phương trừ 3x trên 2 nhân x cộng 1 nhân x trừ 3 bằng 2x trên x cộng 1 nhân x trừ 3. Tất cả các mẫu trong phương trình bây giờ đã được phân tích thành tích. Dễ dàng các em nhìn thấy rằng phương trình này xác định được khi tất cả các mẫu thức này khác không, khi x cộng 1 khác không và x trừ 3 khác không. Tức là ta tìm được x khác trừ 1 và x khác 3. Lúc này ta điền điều kiện xác định vào chỗ. Đến bây giờ ta đi quy đồng hai vế của phương trình, ta được 2x bình phương trừ 2x trên 2 nhân x cộng 1 nhân x trừ 3 bằng 4x trên 2 nhân x cộng 1 nhân x trừ 3. Khử mẫu, ta thu được phương trình hệ quả 2x bình phương trừ 2x bằng 4. Xong bước 3, các em giải phương trình hệ quả này. Dễ dàng các em dùng phương trình tích để tìm được x bằng 0 và x bằng 3. Đến đây, các em so sánh giá trị x bằng 0 với điều kiện xác định, ta thấy thỏa mãn điều kiện xác định. Còn x bằng 3 không thỏa mãn điều kiện xác định của phương trình. Và kết luận, phương trình có tập nghiệm là S bằng 0. Qua 4 ví dụ giải ở bài tập số 1, thì chúng ta thấy rằng phương trình chứa ẩn ở mẫu cũng có tính chất nghiệm giống với lại các loại phương trình khác. Đó là với mỗi phương trình chứa ẩn ở mẫu có thể có 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm, nhiều nghiệm, vô số nghiệm hoặc vô nghiệm. Và khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, các bạn phải tuân thủ đủ 4 bước. Tuy nhiên, có những bài để giải được, chúng ta phải sử dụng linh hoạt 4 bước này.
Sự linh hoạt này như thế nào? Cô mời các em làm bài tập số 2. Giải các phương trình sau. A. X bình phương cộng 2X cộng 2 trên X cộng 1 cộng với X bình phương cộng 4X cộng 6 trên X cộng 2 bằng 2X cộng 3. B. 1 trên X cộng 2 nhân X cộng 3 cộng với 1 trên X cộng 3 nhân X cộng 4 cộng với 1 trên X cộng 4 nhân X cộng 5 cộng với 1 trên X cộng 5 nhân X cộng 6 bằng 1/8. Chúng ta đi giải phương trình số 1. Để giải phương trình này, thực hiện bước 1. Điều kiện xác định của phương trình dễ dàng các em nhìn thấy X cộng 1 khác không và X cộng 2 khác không cho ta điều kiện xác định X khác trừ 1 và X khác 2. Từ phương trình ban đầu, nếu các em thực hiện bước 2 ngay, tức là các em quy đồng, thì các em nhận thấy điều gì ở đây? Ta thấy biểu thức ở trên tử, sau khi quy đồng sẽ có bậc cao. Vậy ta phải phân tích đa thức bậc cao này rất khó, việc giải phương trình khó khăn hơn rất nhiều. Vậy nên chăng trước khi ta thực hiện bước 2, tìm cách thu gọn cái vế trái này. Vậy cô gợi ý với các em một điều. Các em nghĩ tới kiến thức ở học kỳ 1. Ta thấy với phân thức có bậc tử lớn hơn bậc mẫu, thì ta có thể tách phần nguyên để đưa về phương trình đơn giản hơn. Cô gợi ý với các em cách tách. Ở phân thức thứ nhất, em tách 2 thành 1 cộng với 1. Sau đó em nhóm x bình phương cộng 2x cộng 1 cộng với 1 trên x cộng 1. Ở phân thức thứ hai, em tách 6 thành 4 cộng 2 và nhóm vào ta được x bình phương cộng 4x cộng 4 cộng với 2 trên x cộng 2 bằng 2x cộng 3. Tiếp tục thu gọn phương trình, ta có x cộng 1 tất cả bình phương cộng 1 trên x cộng 1 cộng với x cộng 2 tất cả bình phương cộng 2 trên x cộng 2 bằng 2x cộng 3. Vừa tách vừa chia xuống ta được x cộng 1 cộng 1 trên x cộng 1 cộng với x cộng 2 cộng 2 trên x cộng 2 bằng 2x cộng 3. Thu gọn vế trái, ta được phương trình 2x cộng 3 cộng 1 trên x cộng 1 cộng với 2 trên x cộng 1 bằng 2x cộng 3. Vậy ta thấy có điều gì thú vị ở đây? Nhìn thấy rằng ở vế trái của phương trình xuất hiện biểu thức 2x cộng 3, đó chính là biểu thức 2x cộng 3 ở vế phải. Thu gọn, chúng ta thu được phương trình 1 trên x cộng 1 cộng với 2 trên x cộng 2 bằng 0. Đây là một phương trình chứa ẩn ở mẫu rất đơn giản. Phương trình này tương đương với phương trình đã cho ban đầu. Như vậy, chúng ta đã làm gọn được vế trái của phương trình. Đến đây, chúng ta bắt đầu thực hiện bước thứ hai. Đấy là việc các em sử dụng linh hoạt các bước giải phương trình. Vậy tương tự như giải các phương trình từ đầu đến giờ, bây giờ các em quy đồng hai vế của phương trình. Nhìn thấy mẫu thức chung là x cộng 1 nhân x cộng 2, quy đồng ta được x cộng 2 cộng với 2 nhân x cộng 1 trên x cộng 1 nhân x cộng 2 bằng 0. Khử mẫu ta thu được phương trình hệ quả
x cộng 2 cộng với 2x cộng 2 bằng 0. Với phương trình hệ quả này, dễ dàng các em giải được và tìm được giá trị x bằng trừ 4/3. So sánh giá trị x bằng trừ 4/3 với điều kiện xác định của phương trình, ta thấy x bằng trừ 4/3 thỏa mãn điều kiện xác định. Và kết luận tập nghiệm của phương trình là f bằng trừ 4/3. Qua ví dụ thứ nhất của bài số 2, cô muốn nhắc lại với các em. Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta tuân thủ 4 bước giải. Nhưng trong cách giải chúng ta phải vận dụng linh hoạt. Ở cái ví dụ thứ nhất này là chúng ta đã biến đổi để thu gọn cái vế trái sao cho có được một phương trình chứa ẩn ở mẫu đơn giản hơn, tương đương với phương trình ban đầu, sau đó chúng ta mới thực hiện bước tiếp theo. Còn ở phương trình thứ hai thì sao? Giải phương trình 1 trên x cộng 2 nhân x cộng 3 cộng 1 trên x cộng 3 nhân x cộng 4 cộng 1 trên x cộng 4 nhân x cộng 5 cộng 1 trên x cộng 5 nhân x cộng 6 bằng 1/8. Dĩ nhiên, quan sát phương trình này, bước 1 các bạn có thể làm được ngay. Đó là tất cả các mẫu thức này đã phân tích thành tích và dễ dàng tìm được điều kiện xác định là x khác trừ 2, x khác trừ 3, x khác trừ 4, x khác trừ 5 và x khác trừ 6. Nên chăng ta cũng thực hiện luôn bước thứ hai? Ta thấy rằng vế trái của phương trình rất cồng kềnh. Vậy thực hiện ngay bước thứ hai, chúng ta rất khó giải phương trình này. Quan sát kỹ hơn một chút nữa, các em thấy rằng biểu thức ở vế trái của phương trình mà những biểu thức ở dưới mẫu là tích của hai số hơn kém nhau một đơn vị. Vậy các em nhớ tới kiến thức đã học ở lớp dưới. Nếu có 1 trên n nhân n cộng 1, các em tách được thành 1 trên n trừ 1 trên n cộng 1. Áp dụng điều đó vào đây, các em có thể tách 1 trên x cộng 2 nhân x cộng 3 thành 1 trên x cộng 2 trừ 1 trên x cộng 3. Tương tự, các em có thể tách 1 trên x cộng 3 nhân x cộng 4 bằng 1 trên x cộng 3 trừ 1 trên x cộng 4. Cứ như thế, các em tách các hạng tử ở vế trái của phương trình thì chúng ta thấy nó sẽ xuất hiện các phân thức 1 trên x cộng 3 trừ 1 trên x cộng 3, 1 trên x cộng 4 trừ 1 trên x cộng 4, vân vân, được thu gọn. Và các em sẽ thu được phương trình gọn gàng hơn rồi giải. Phần còn lại, cô giao cho các em về nhà tiếp tục làm câu B bài 2. Như vậy đến đây, cô muốn khẳng định lại với các bạn một điều: vận dụng quy tắc 4 bước vào giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, nhưng các em vận dụng linh hoạt thì chúng ta giải bài toán sẽ dễ dàng, đơn giản hơn. Đến đây, chúng ta thấy rằng chúng ta đã nghiên cứu tiếp được phương trình chứa ẩn ở mẫu vào cái tập phương trình mà các em đã được tìm hiểu từ đầu học kỳ 2 đến bây giờ. Cô lược lại với các em. Từ đầu học kỳ 2, các em đã tìm hiểu phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình đưa về dạng AX cộng B bằng 0, phương trình tích và hôm nay là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Trong phương trình chứa ẩn ở mẫu, cô đặc biệt chú ý các em nhớ 4 bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Các em ạ, giải các loại phương trình này được áp dụng rất nhiều và rộng rãi ở cuối năm học lớp 8 và lớp 9 vào những bài tập tổng hợp. Ví dụ, cho một biểu thức, người ta yêu cầu rút gọn biểu thức đó và có thêm câu hỏi phụ: tìm giá trị của biến để biểu thức đạt giá trị bằng bao nhiêu đó. Những cái câu hỏi này, những bài tập này chúng ta gặp rất nhiều ở cuối năm học lớp 8 và sang năm học lớp 9.
Nên các em lưu ý, bây giờ các em ghi chép lại những phần về nhà mà các em cần phải học, nắm được các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, làm các bài tập 29, 30, 31, 32, 33 trong sách giáo khoa và làm câu B của bài số 2 cô vừa giao. Giờ học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Cô chúc các em sức khỏe, cố gắng thực hiện tốt chỉ thị 15-16 của chính phủ để chúng ta chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, sớm quay lại trường. Cô chào các em.